tô điểm ở những cái trên đường dây đó, nó như là các mối nối. Cả nhà hình dung đây không khác gì chúng ta đang vẽ cái núi nó đánh cá. À cái điểm giao thì vẽ to hơn một chút nhá. Chấm mà cô. Đúng rồi, nó là chấm ạ, chấm những cái chấm ở trên cái đường dây, cái sợi ấy. Cả nhà cứ hình dung như cái lưới á, nhớ không ạ? Như các thầy là cô các thầy cô thì chắc là đều nhớ cái lưới. Trên cái lưới là nó có những cái nối á, những cái mối nối á. Đó, thì mình tạo những cái đó đó. Trông như dây thép gai. À, đúng rồi, nó cũng hơi giống giống cái dây dây thép gai á. Chúng ta cứ chấm á, chấm những cái điểm chấm ở. Đã, ok, cái tốc độ chấm chấm nhanh nha. Tốc độ chấm này cả nhà cứ hình dung cái chấm đi ạ. Tốc độ chấm nhanh lên một chút nhé cả nhà. Tiếp tục sang tầng số 4. Xong tầng số 3, bắt đầu sang tầng số 4. Tiếp tục tầng số 4 nhé cả nhà. Rồi, tầng số 4 này thì chúng ta cũng vẽ những cái đường tam giác. Dạ, vẽ những cái đường zig zag. Ok chưa ạ? Đó, với những đường zig zag bắt đầu. Cũng làm theo nguyên tắc giống như cái tầng đầu tiên. À, nhưng mà vẽ trong cái đường zig zag.
của mình. Dạ. Nghĩa là nó là những cái đường chéo nhưng mà nó sẽ ngược ngược đầu nhau một chút ý, là được đúng không cả nhà? Chúng ta sẽ vẽ những cái đường chéo. Dạ. Được, cái phần tô này lát nữa cả nhà tô nha. Cả nhà hình như tô để nổi bật cái cánh hoa của mình lên á. Những cái khe mà nó, cái khe góc nhỏ 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 mà mình không vẽ đến cánh hoa á. Được không ạ? Nó tô vào. Hãy
Ok, rồi. Là đến cái bắt đầu chỗ phần tia nắng này. Rồi, chúng ta vẽ những cái tròn rồi sau đó vẽ những nó chéo nhưng mà nó sẽ không xuyên vào cái đường chảy. Chưa quan sát cô vẽ cái đấy, vẽ vòng tròn trước hả cô? Vẽ vòng tròn trước xong là kẻ những cái đường chéo. Vẽ vòng tròn trước sau đó kẻ những cái đường chéo. Đó. Chỗ này là chúng ta sẽ kẻ những cái đường. Đó, đoạn dưới này vừa là kẻ tầm 2 đến 3 đường nhá. Nếu mà cái đoạn này này của cả nhà mà to á, thì cả nhà có thể kẻ 3 đường, đúng chưa? Ví dụ, nhưng mà ví dụ nhỏ như của Huyền đang vẽ, các thầy cô mà vẽ nhỏ như giống như Huyền á thì vẽ 2 đường. Còn nếu mà cảm thấy nó to thì là vẽ 3 đường. Đó là vẽ những cái đường cong. Cái chỗ cái khung này nếu mà của mình nhá, mình xin nhắc lại với các thầy cô một chút, đó là nếu mà mình vẽ to thì mình kẻ thành 3 đường thì có nghĩa là nó chia thành 4 đoạn ấy. Còn nếu mà mình nhỏ thì là vẽ 2 đường chia làm 3 đoạn như này.
Cái tầng số 3, cái đoạn chỗ tia số 3 này. Để nhìn nhanh ạ. À, nhìn nhanh giúp Huyền nha. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ là những cái đường ellipse. Để ellipse xong ở trong nó có những cái gọi là cái hình tròn ấy, hình tròn đồng. Cái vùng chữ đen đen to này có thể là dùng cái bút bút dạ ấy. Bút lông được chưa? Tô vào cho nó nhanh. Nhà mình sẽ vẽ nốt xong phần này nhé. Còn những phần còn lại lát nữa Huyền sẽ chụp lên và cho cả nhà nhìn và cả nhà vẽ theo đúng không ạ? Vậy là đến 7:30 Huyền có một cái buổi livestream chia sẻ nữa nên đâm ra là lát nữa thì nhà mình sẽ hoàn thiện nốt và nộp sản phẩm khi hoàn thành ạ. Hôm nay ngày cuối tuần nên là chúng ta có thể dành cho nhau nhiều hơn thời gian một chút, dành cho bản thân mình nhiều hơn so với bình thường một chút. Ví dụ như là tuần này là có một số thầy cô mọi lần là phải đi dạy rồi này. Nhưng mà ví dụ như hôm nay là ngày nghỉ thì chúng ta có thể dành cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Đúng không ạ? Cô giáo ơi, con cháu Du Hùng tích cực quá. Con cháu Du Hùng bữa nay đám dỗ. Vẽ xong lát em mời mấy cô đi ăn dỗ. À, biết ơn cô Lê. Nào. Tiếp tục cái dòng tiếp theo ấy, nó là những cái đường chéo thôi. Nó giống cái đường dưới này cả nhà. Cái ô tiếp theo này nó giống cái đường gọi là thép gai, dây thép gai. Hôm nay cô dùng cô bảo ạ.
đúng không ạ? Nhưng với đường này thì là chúng ta chấm tròn ở những cái khe. Chào con. Giỏi quá nè, ba đang học vẽ nè. Cái nhanh quá là mình không biết vẽ như nào đây. Đấy. Cái chỗ này là cái đường zigzag ấy cô Lý. Cái đường nghĩa là vẽ kiểu gì cũng được, miễn là sao tạo thành những cái đường chéo, sau đó ở giữa những cái khoảng trống đó tô đen vào là được. Đó, thế thôi. Ví dụ những cái khoảng trống nào nó to thì chấm chấm cái giọt chấm nó to hơn đấy ạ, rồi những cái khoảng trống nó bé thì chúng ta chấm những cái giọt chấm bé ạ. Dạ. Dạ. Rồi còn những hình còn lại thì Huyền sẽ chụp gửi lên cho cả nhà cái hình mẫu luôn nha. Dạ. Dạ cô giáo ơi, cái đoạn này mình có cái luật lệ gì không hay là mình cứ không dạ không chéo thế? Vẽ là Dạ những cái đường chéo đó, không cần luật đâu ạ. Dạ. vâng ạ. À, rồi cảm ơn cô, nãy giờ thấy rối. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ. Mình sẽ gửi cho cả nhà cái hình mẫu ngày hôm nay còn những nét còn lại. Nó có thể hơi khác với của mình một chút nhưng không vấn đề gì nhá cả nhà. Vẫn cứ làm đấy ạ. Bây giờ em có một cái live stream buổi sáng nên đâm ra là mình sẽ gửi cho cả nhà cái hình mẫu ngày hôm nay.
Rồi, em có gửi cái hình của chúng ta ở trên gia đình với em, đúng không ạ? À, cả nhà cùng. À, chị Mai Hương vẽ đẹp quá. Cả nhà mình cùng hoàn thiện nhá. Đó, em sẽ gửi lại cái hình mẫu lên. Ok, rồi. Lát nữa cả nhà mình cùng hoàn thiện đúng không ạ? Tại vì giờ Huyền xin phép rời Zoom một chút để sang cái chương trình livestream buổi sáng á, ở bên cộng đồng và ở bên cái lịch cố định của bên cộng đồng with family. Ok, à đó, đúng rồi đó, của cô Lý đang đẹp này. Chúc Rồi. cô một ngày tốt lành ạ. Dạ, vâng, ok, biết ơn cô Hương. Dạ, rồi. Mình có gửi cái hình mẫu sẵn ở trên rồi đã, nhà mình sẽ cùng nhau hoàn thiện và có thể được sáng tạo nhá. Không nhất thiết phải giống y đâu ạ. Mình nhìn và mình hiểu về cái quy luật thôi. Sau đó mình có quyền được sáng tạo đúng không ạ? Dạ. Các thầy cô Hương rồi các thầy cô khác có thể là hoàn thiện nốt đúng không ạ? Cô Nhất hôm nay thoải mái rồi đúng không? Không phải vội vội vàng vàng đi làm nữa rồi này. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Huyền, cảm ơn cả Cô Huyền nhà. ạ. Và biết ơn Dạ vâng, biết ơn cả nhà. cảm ơn cô Huyền nhé. Mình Dạ bắt đầu vâng. mình vẽ đây. Đúng rồi, thì cô Lý có thể hoặc là thầy Hoàn đó, thầy Hoàn không biết còn trong Zoom mà cô Lý á có thể share cái màn hình á mà cái ảnh em vừa gửi lên á cả nhà nhìn và vẽ theo được không ạ? Được ạ. Dạ. Dạ vâng, chắc nhờ cô Lý có gì khó đâu ạ. Nó rất là đơn giản hoàn thành. Dạ. Bye bye cả nhà. Dạ, bye bye cô Bye Huyền, bye. bye cô Huyền, Bye dạ, xin bye bye cả nhà, em cũng đi công tác đây. bye. Dạ, em cảm ơn, xin Cô mê chào. em dỗ vui vẻ à? À, vâng, dạ, cảm ơn nhiều. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đó và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, đằng đường nào trái